và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của một cái vũ trường di động trước máy quay với cặp loa xe Vega Model Pro Stack PS152 2 la mã đến từ Mỹ. Đây là một model được hãng xe Vega thiết kế có cấu hình khủng và được xếp hạng là mệnh danh là bạo chúa, khủng độc bạo chúa nhất hãng. Với phần thùng loa cao tới 1m35, ngang 62 và sâu 60, nặng tới vào khoảng tầm 1 tạ 2. Trên công suất ở ngưỡng 1.800W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 106 dB trung bình. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp. Chúng ta có thể thấy được rằng với những không gian phòng khách từ 50 tới 100 vài trăm mét vuông, hay các quán bar sự kiện hay các vũ trường, khi mà được trưng dụng những cặp loa này thì anh em sẽ thấy được chất âm đỉnh cao của hãng sạc Vega đến từ Mỹ. Với phần thiết kế được trang bị thùng gỗ ván ép bạch dương rất là sang trọng, chúng ta cùng mang tai phone và cùng ngắm nhìn cũng như là cùng thưởng thức và trải nghiệm với hệ thống âm thanh trên cặp loa khủng long có tới 4 loa trên một thùng, gồm 2 bát 40 trung kèn và chắc kèn lớn trên xe Vega Pro Stack PS152 2 la mã đến từ Mỹ. Chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên từng nốt nhạc của cặp loa khủng long này. Điều này thì chúng ta cùng trải nghiệm và quý vị sẽ thấy rõ câu trả lời. Xin mời anh em cùng mang tai phone. Tiếng chống nạng thể hiện giải trầm xuống sâu thẳm và những tiếng gõ của hệ thống trung âm sống động như là một dàn nhạc sống đang thể hiện. Vũ điệu California trên sự thể hiện của khủng long xe Vega Pro Stack PS152, chúng ta có thể thấy được rằng với tiếng trầm uy lực khủng khiếp, nó thể hiện giống như là chúng ta đang đứng trên một cái vũ trường lớn, mang lại cho quý vị ba giải âm thanh nghe cực kỳ là sướng hai con lỗ tai. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn cũng như là cùng so đo với những cặp loa được cho rằng đẹp, cho rằng mới và cho rằng khủng, thì có lẽ rằng trong phân khúc tầm giá, câu trả lời luôn nằm trước máy quay. Mời anh em cùng quan sát chi tiết. Chiếc máy quay là cặp sạc pin Vega khủng long nhất hãng, model Pro Stack PS152 2 la mã đến từ USA. Đó, rất là nhiều những anh em đang săn lùng và tìm kiếm những cái cặp loa này, nhưng tôi cũng lưu ý luôn ngay từ đầu đoạn clip với anh em rằng được gọi chung câu cửa miệng rằng loa bãi, nhưng có những thứ đã hết hạn sử dụng và thậm chí là tây nó vất đi thì ta cũng sẵn sàng nó vất đi, nhưng cũng có những thứ đẹp như chiếc máy quay. Tôi không nói rằng nó là đẹp, là quá đẹp, nhưng chúng ta cùng nhìn ở mọi góc cạnh và chi tiết nhất ở cự ly cận cảnh cho sạc pin Vega khủng long. Với chiều cao của phần thùng gỗ ván ép bạch dương và được bọc một lớp da thú siêu bền. Đó, quý vị nhìn cái lớp da này, nó đã là thùng gỗ chống nước và nó được chống chảy xước như thế này thì nó có độ bền tới hàng trăm năm. Đó, khi chơi ngoài các ba sự kiện hay là thậm chí là anh em chơi di động thì không bao giờ sợ vấn đề ẩm ướt với gã khủng long đến từ Mỹ này, với chiều cao 1m3 cả chân.
ngang 62, sâu 60, nặng vào khoảng tầm 1 tạ 2 với công suất trung bình cho cặp loa này là ở ngưỡng 1.800W với trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 106 dB trung bình. Quý vị lưu ý nhé, tôi luôn nói câu trung bình có nghĩa là theo thông số của hãng và tối đa thì dĩ nhiên là phải cao hơn. Với trang bị 4 quả loa có giá trị nhất hãng của thập cẩm các dòng sạc pin Vega. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thì ở đây thì nó là một điều thực tế và chúng ta cùng quan sát để thay cho lời nói. Với trang bị 2 quả bát siêu trầm trên mỗi một thùng loa đường kính 40cm. Đó, tôi zoom lại máy này, chúng ta cùng nhìn cho rõ này. Gân vải hai form cong rất là mềm. Đó, gân của nó rất là mềm, không cứng như phun của tàu khựa đâu, nhìn giống giống nhau của gân vải tẩm dầu đâu. Rất là mềm, cái nòng loa sâu thẳm luôn. Và màng của nó là màng giảm chấn. Quý vị có nhìn rõ những cái hơi đom đóm trên màng không ạ? Đó. Ở phía đằng sau thì thực chất nó được thiết kế các cái sóng giảm chấn mang lại cho quả bát 40 xương đúc và từ lớn này uy lực của nó đánh rất là khủng khiếp. Anh em chơi 725 không có cửa để so với nó đâu ạ. JBL 725 mà đứng cạnh cặp này thì không những là ba quay ít loa hơn và cái uy lực và cái tiếng mic thì còn phải gọi nó bằng cụ nội luôn ạ. Trong cái tiền thì đắt hơn nhiều. Hai bát 40 đó, chúng ta cùng nhìn này. Màng giảm chấn, gân vải hai phong cong tẩm dầu, xương đúc và nam châm từ trắng đời lớn nhất của sạc pin Vega. 6 cái ống hơi trên một thùng loa, 2 ống này, 4 ống này, 6 ống hơi này thả về mặt trước. Quý vị có thể thấy được rằng cái thùng nó cao 1m35 và nó nhân 60. Đó, thì nó là khủng khiếp cỡ nào rồi. Đây nó là thực tế ạ, không phải tôi nói quá đâu ạ, hay nói hay đâu ạ. Thực tế cứ thực tế mà diễn thôi. Đó, cứ vậy mà đọc thôi. Phần bên trên của nó là một quả trung can với họng nối tầng họng gang, được thiết kế với họng của nó 30, cao chừng trên 20, củ lớn 16. Đó, tầng họng bên trong nó là họng gang, quý vị lưu ý nhé. Và phần trên cùng là một quả check can của nó rất là lớn ạ. Chiều ngang bằng trung luôn, check can, trung can, củ khủng luôn rồi. Như vậy 4 quả loa có giá trị nhất hãng, đẹp nhất hãng luôn. Không những hãng sạc Queen mà JB thì cũng chẳng đẹp bằng nó đâu ạ. Nhìn cái màng này thì nó là mê mẩn luôn rồi. JB thì mới cái màu tựa tựa như thế này thôi chứ không bao giờ có cái màu đặc trưng như sạc pin Vega đây này. Các góc của nó được kè rất là kỹ. Cặp loa khủng luôn. Hậu của nó sâu tới 60. Đó, bên hông này, tay cầm của sạc pin Vega này. Sau lưng này, quý vị quan sát phía sau lưng. Sau lưng mà nó nhìn phân tần của nó trang bị nó cũng khủng khiếp luôn ạ. À, quý vị nhìn này, nó có tới hai cái công tắc này. Đó, công tắc này chắc để đẹp, làm cho đẹp cho anh em. Đó, hai công tắc luôn. Sạc pin Vega PS15225 mã đến từ USA, made in USA luôn, khỏi bàn cãi. Tôi luôn phải đọc rõ như thế này, không như đoạn cái clip trước một vài đoạn thì mấy thằng ngu thì bảo là cái pin Trung Quốc cũng có, cái pin Trung Quốc là bố nó cũng chẳng làm thế này. Đây là hai rắc niêu chích này. Đó, quý vị chơi rắc niêu chích cũng được, chơi rắc 6.5 cũng được luôn ạ. Đây, hai rắc 6.5 đi cho cổng in và cổng out, tích hợp đầy đủ chế độ ăn chơi. Chúng ta có thể thay đổi các chế độ đánh theo công tắc này. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được cặp loa khủng long đến từ Mỹ, mới và đẹp xuất sắc. Đó, nhiều anh em thì còn đang là dập dần, còn đang là so đỏ. Ô sao nhìn cũng nhiều cặp loa nó giống giống. Đó, giống giống nhưng nó có đẹp như thế này không? Nó có giá trị như thế này không ạ? Nhìn kỹ đi ạ. Đó, tôi quay và phân tích như thế này thì nó đã kỹ lắm rồi ạ, mà nhìn và không biết thì hỏng. Giới thiệu như thế này cho nó công bằng. Đó. Thực chất thì nói tóm lại rằng trên loa nó có cái gì thì tôi cũng nói cái đó và soi cho anh em nhìn cái đó. Đó. 4 cái màng loa mới keng, nhìn mất màu luôn. Gân này dùng 10 năm 20 năm nữa chẳng hỏng được đâu ạ. Gân vải tập dầu bao giờ mới hỏng được. Xương đúc màng loa của nó còn đang mới tinh. Sau của nó từ cái bảng kỹ thuật của nó cắm rắc cũng còn đang mới tinh luôn ạ. Họ thùng loa thì về cơ bản như thế này là 10 năm rồi, về cặp loa là tạ mấy mà cao tới 1m35, chiều sâu tới 60. Quý vị thấy được rằng siêu tầm được cái cặp loa này toát mồ hôi, đâu không phải là dễ đâu ạ. Và cái loa bãi là có bãi mới và đẹp như thế này đâu ạ. Đó, những cái cặp loa bãi mà đến lúc nó vất đi rồi, tây nó vất đi rồi, ta giờ điều kiện cũng có, nhiều anh em cũng sẵn sàng là vất đi, chẳng cần dùng mấy cái đồ second hand, cứ đồ đẹp mà chơi, cứ xịn mà chơi. Tiền thì tôi cũng xin thưa với quý vị rằng
để nói rằng bao nhiêu tiền. Tôi cũng nói luôn với quý vị rằng quý vị nào đang nhấp nhỏm, ví dụ chơi cặp bốt 6 này 1 series 3 thì khẩn trương đó, xem cặp loa này và so sánh xem rằng một chiếc loa này khi nó cất tiếng lên thì liệu rằng quý vị xếp hai cặp bốt lại có so được với nó không ạ. Trong khi giá tiền của nó thì chỉ mới xem bằng cặp bốt 6 này 1 series 3 thôi, đắt như thuốc độc luôn, chỉ nói đắt như thuốc bắc luôn đó. Và nó to, cao, to, lớn và giá trị tới từng cọng dây đó, thậm chí từng chút nhỏ nhất từ cái thùng. Thùng của người ta là thùng ván ép Bạch Dương luôn, ngấm nước ướt chẳng sao, thùng bốt thì ngấm nước vào thì lở to như bà chửa luôn. Quý vị đồng ý quan điểm với tôi không ạ? Chất thì cùng hàng nòi đến từ Mỹ rồi, nhất là những thằng loa này trầm nó xuống sâu như thế này mà nó chơi chung kèn với chắc kèn, nghe nhạc bolero ấy, chữ tình rất là phê, đàn sáo nhị thì hết thuốc luôn rồi đó. Tiếng hơi thở của ca sĩ, tiếng gõ nóc góc của nhà cụ và trầm của nó đánh như là hai cái vũ trưởng, như là một cái vũ trưởng trước máy quay. Phần phối ghép thì tôi đang phối ghép cùng với con đẩy ETC đó, quý vị quan sát này. ETC Mỹ 3250A cũng như là vang và mic Meyer để đảm nhiệm cho cặp loa khủng long 1800W, được mệnh danh là vũ trưởng đích thực, chất âm bỏ xa rất nhiều đối với những đối thủ bạn 2 bát sub 40. Điều này thì chúng ta cũng thấy rõ luôn ạ, không phải là nói sai đâu ạ. Và cuối đoạn clip cũng đã hơi dài, chúng ta quay trở lại thưởng thức nhạc bolero để quý vị sẽ lếm trải độ phê cũng như là độ ngọt ngào trên cặp loa khủng long này. Nghe bolero hay chữ tình của nó ngọt ngào tê tái luôn ạ. Đó, quý vị chờ trong giây lát. Ok, chúng ta cùng thưởng thức. Tôi đang mở từ TV đấy ạ, nên là nó có quảng cáo nên là hơi khó chịu, mất thời gian một chút, quý vị thông cảm. Mời quý vị cùng nghe. Cuối nghe đoạn bolero để cho nó phê noi nó tai luôn. Cắt một cái bát nó thả huỳnh phát. Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm gian lao, những lòng vẫn nặng tình yêu núi sông, cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ chẳng thứ vài câu của anh.